Chào mừng các em đã đến với tiết học công nghệ lớp 3 và bài số 2 sử dụng bóng đèn. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số bộ phận chính của đèn học cũng như tác dụng của từng bộ phận đó qua thiết bị dạy học số. Chiếc đèn học gồm những bộ phận chính nào và tác dụng của những bộ phận đó ra sao? Các em hãy đưa con chuột vào màn hình vị trí số và kích chuột nhé. Bây giờ các em hãy cùng cô thực hiện nhé. Chúng ta sẽ đưa chuột vào vị trí của các số từ 1 đến 6 để khám xem bộ phận của bóng đèn sẽ có những bộ phận nào và những bộ phận đó có tên gọi và tác dụng như thế nào. Đố các em biết đây là bộ phận nào của chiếc đèn học? Đây là trục đèn. À, đúng rồi, đây là trục đèn. Và trục đèn này có tác dụng như thế nào? Đúng rồi đấy, trục đèn này có tác dụng bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống chói mắt. Cô cùng các em sẽ di chuyển chuột đến vị trí số 2. Vị trí số 2 này là bộ phận nào của đèn học? Đây là thân đèn. Rồi, đây chính là bộ phận thân đèn. Bộ phận này sẽ có tác dụng giữ bóng đèn và trục đèn có thể điều chỉnh tính chiếu sáng của đèn. Tiếp tục cùng cô di chuyển sang vị trí số 3 nào. Các em thử đoán xem vị trí số 3 này là bộ phận nào của đèn học? Đây là dây nguồn. Vậy thì dây nguồn này có tác dụng gì? À, rồi, dây nguồn này sẽ có tác dụng nối đèn học với nguồn điện. Chúng ta cùng di chuyển chuột đến vị trí số 4. Nhìn vào ký hiệu này, các em có thể đoán được đây chính là bộ phận nào của chiếc đèn học nhỉ? Đây là bộ phận nào? Đế đèn. Đây chính là bộ phận đế đèn của chiếc đèn học đấy. Bộ phận này có tác dụng gì các em nhỉ? Bộ phận này có tác dụng giúp đèn đứng vững trên mặt bàn. Và vị trí cuối cùng, các em hãy đoán cho cô biết vị trí này là bộ phận nào của chiếc đèn học? Và đây là công tắc. Hoàn toàn chính xác. Vậy bộ phận công tắc này sẽ có tác dụng gì nhỉ? Bộ phận công tắc sẽ có tác dụng bật tắt điều chỉnh độ sáng của đèn. Chiếc đèn học gồm những bộ phận chính nào và tắt? Như vậy là cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về những bộ phận chính của chiếc đèn học cũng như tác dụng của những chiếc đèn học, các bộ phận của những chiếc đèn học đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Các em vừa được quan sát và tìm hiểu về các bộ phận của chiếc đèn, và bây giờ chúng ta cùng làm bài tập để biết được tác dụng của các bộ phận trên chiếc đèn nhé. Các em hãy nhớ xem và bắt chữ cái chứ tôi nhớ tác dụng của từng bộ phận đèn có trong tranh. Bây giờ các em sẽ cùng thực hiện với cô nhé. Chúng ta sẽ di chuyển chuột vào vị trí tranh. Sau đó chúng ta sẽ đưa tranh kích hợp vào các chữ cái. Ở vị trí đầu tiên, chúng ta có thể quan sát được đây chính là ký hiệu bóng đèn. Vậy ký hiệu bóng đèn này sẽ có tác dụng như thế nào nhỉ?
khi đã hoàn thành xong bài tập này, chúng ta sẽ ấn vào nút gửi. Về các bộ phận chính của bóng đèn cũng như giúp các em biết được tác dụng của từng bộ phận đèn học. Cô hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay, các em sẽ biết được cách sử dụng đèn học như thế nào và từng bộ phận của chiếc đèn học sẽ có tác dụng như thế nào trong đời sống nhé.